bảo vệ bản thân khỏi bị ô nhiễm. Nếu chúng ta muốn tránh khỏi bầu không khí đe dọa của thế giới này thì phải luôn chuyên tâm. Nhưng có khi tránh không được. Họ gần quý vị quá hay chúng ta bận những công việc khác nên không phòng ngừa được nhiều. Cho nên, mỗi ngày về nhà đều phải ngồi thiền một chút, rửa sạch bầu không khí ô nhiễm đó. Đó là vì sao quý vị cảm thấy rất thoải mái sau khi thiền. Hay khi chúng ta đến đạo tràng cộng tu, lúc đó mọi người đều đồng nhất thể, đều nghĩ tốt, lực lượng toàn là khẳng định đơn thuần, thần diệu, cho nên chúng ta thấy rất thoải mái. Khi đến đạo tràng, đừng đem theo tư tưởng phủ định, đừng đem theo rác rưởi, đừng đem theo phiền não, đừng đem theo chuyện rắc rối. Nếu không, chúng ta sẽ làm ô nhiễm đồng tu. Tất cả rác rưởi đều để ở ngoài cửa, đợi một lát lúc quý vị ra về. Nếu muốn, quý vị có thể lấy lại, không ai ngăn cản quý vị hết, chỉ đừng chia sẻ với người khác. Sư phụ nghe nói có vài ngôi chùa ở Hy Mã Lạp Sơn rất linh, ai bệnh tới chùa đó đều sẽ bình phục. Đó là bởi vì trong ngôi chùa đó không ai nói một câu phủ định, đều là nói tốt, nghĩ tốt, cho nên rất có lực lượng. Nhiều người chỉ cảm thấy vui vẻ khi đến đạo tràng bởi vì ít nhiều chúng ta cũng cố gắng nghĩ tốt, có phải vậy không? Cộng tu là điều nghiêm trọng. Tuy có người đến để tìm bạn, nhưng dù sao vẫn là cộng tu. Quý vị phải thật sự thiền khi đến cộng tu và không có tìm kiếm trai gái, hiểu không? Nhiều khi không biết sự thật mà tốt hơn. Biết sẽ sợ rồi không muốn đi ra ngoài, không dám ra ngoài tiếp xúc với người ngoài. Nhưng không sao, chúng ta có lực lượng bảo hộ. Chỉ việc bổ sung thêm sau khi về nhà vào buổi tối, ban ngày hay buổi sáng hoặc bất cứ khi nào có thời giờ. Chúng ta còn khá hơn người đời nhiều. Quý vị ra ngoài xem, phần lớn người đời đẳng cấp không chênh lệch bao nhiêu bởi vì họ có cùng một tư tưởng, rồi sống chung với nhau, ít nhiều họ cũng ô nhiễm lẫn nhau. Nếu có người thở ra không khí đen ngòm, quý vị đứng ở bên cạnh tự nhiên cũng sẽ hít vào cái luồng khí mà người kia phát ra, phải không? Cho nên, những người thương nhau có phải càng ngày càng giống nhau không? Họ thở cùng một luồng khí mà. Rất phiền phức, nhiều khi không biết phải tránh như thế nào. Thế giới này quả thật rất phiền. Không cần biết chúng ta làm điều tốt hay không, vẫn bị ô nhiễm. Mai thai, chúng ta có pháp môn Quan Âm. Giờ phút nào cũng bảo vệ chúng ta. Lúc chúng ta quên thì hơi khó, cho nên tốt nhất là đừng quên. Tọa thiền càng nhiều càng tốt và phải luôn nhớ đến Phật hiệu. Cho dù không thể tọa thiền, cũng phải nghĩ đến Phật hiệu. Như vậy mới có thể tập trung tốt hơn. Sư phụ nói câu chuyện này cho quý vị nghe vì muốn quý vị bảo vệ bản thân. Làm thế nào để bảo vệ bản thân? Đừng có buồn rầu, rồi làm ô nhiễm kẻ khác. Đừng làm ô nhiễm sư phụ khi quý vị đến đạo tràng. Sư phụ đơn thuần như vậy, mỗi ngày đều tươi cười, trừ khi nhìn thấy quý vị. Cho nên phải cẩn thận, đừng tạo phiền toái vì đây là bệnh truyền nhiễm, có hiểu không? Tâm trạng chúng ta có khi không được tốt, điều này không sao, nhưng đừng mang vào đạo tràng. Thỉnh thoảng người ta mới đến cộng tu một lần với sự kỳ vọng lớn, niềm hân hoan lớn. Họ rất muốn rửa sạch nghiệp chướng của mình, bồi dưỡng thêm một chút nguyên khí để trong tuần có thể phấn đấu với những chướng ngại bên ngoài. Rồi quý vị đến đây, lãng phí thời giờ của mình, lãng phí thời giờ và không gian quý báu. Quý vị còn hành hạ tinh thần của người khác, lãng phí sức lực của mọi người, làm gián đoạn tiến trình tu hành của người khác. Quý vị biết nghiệp chướng đó nặng chừng nào không? Chân lý từ những góc độ khác nhau. Có ba du khách đi dạo trong rừng, nhìn quanh. Thời tiết ngày hôm đó rất tốt, bầu trời trong xanh, gió thật mát và dễ chịu, và cảnh trí chung quanh rất yên bình và tươi mát. Cho nên ba người họ cứ đi, đi. Và rồi họ đến chân núi. Và rồi bất chợt họ nhìn lên đỉnh núi, thấy một anh chàng đang đứng đó như một pho tượng, chỉ đứng đó. Tức khắc người thứ nhất nói: "Tôi dám cá anh chàng này đang tìm chó của anh, có thể đã bị đi lạc trong rừng rậm thế này." Anh chàng thứ hai nói: "Không, tôi không nghĩ vậy.
Biết sao không? Tôi nghĩ anh ta có thể đang chờ ai đó. Thế là người thứ ba nói, cả hai anh đều sai. Tôi nghĩ anh chàng này theo ý tôi. Tôi chắc chắn anh chàng này đang đứng đó chỉ để hít thở, bởi vì anh ta thích không khí trong lành của rừng núi. Rồi thì cả ba người bắt đầu tranh cãi. Ba người, mọi người đều nghĩ là mình có lý, rằng họ đúng và hai người kia sai. Rồi dẫn tới cuộc tranh luận gay gắt. Chúa ơi, chỉ vì một anh chàng đáng thương đứng đó không liên can gì đến họ. Đây là tiêu biểu của đầu óc con người. Không có gì làm, họ dựng chuyện lên và rồi bắt đầu gây rắc rối với nhau. Sau một lúc họ mệt và nói, thôi được, tốt nhất cả ba chúng ta leo lên đỉnh núi và hỏi anh chàng này tại sao đứng đó. Ôi chúa ơi, anh ta cả gan đứng đó và gây rắc rối cho ba người này. Đường đi lên đỉnh núi rất khó khăn, họ không biết con đường đúng, cho nên cứ dò dẫm và leo lên đá, lên cây, đủ thứ cả. Leo lên chỉ để biết tại sao anh chàng kia đứng đó. Quý vị cười, nhưng rất nhiều người làm loại chuyện thế này. Ý tôi là họ lãng phí thời gian vô ích. Nhưng tôi nói quý vị hay, có những người vẫn leo lên cho dù không có anh chàng nào đứng đó cả. Đôi khi họ thậm chí bỏ mạng. Để cho vui, họ leo lên núi. Rồi bây giờ họ đều leo lên, tốn mất nửa ngày để leo lên đỉnh núi. Không tệ lắm. Anh chàng thứ nhất lên trước lập tức hỏi, này anh đứng đó nhìn quanh để tìm con chó của anh phải không? Người lạ mặt trên núi nói, không, tôi cũng không có chó. Tưởng tượng được không? Không đâu lại đoán rằng anh ta có một con chó, thậm chí không quen anh ta. Người lạ mặt trên núi nói, không, tôi không có chó. Thế là anh chàng thứ hai nói, thấy không? Rồi anh ta hỏi, tôi nghĩ anh đang đứng đó chờ bạn anh, đúng không? Người lạ nói, không, tôi không chờ ai cả. Người thứ ba nói, đã nói rồi, thấy chưa? Anh ta rất khoái chí và nói, tôi nói rồi mà, cả hai anh đều sai. Tôi nghĩ anh ta đứng đó bởi vì anh ta thích không khí trong lành và muốn lên đây để được hít thở nhiều không khí tươi mát. Người lạ đó lắc đầu. Thế là ba du khách cùng hỏi anh ta một lượt. Vậy anh đứng đó để làm gì? Tại sao anh đứng trên đỉnh núi? Anh chàng đó lắc đầu, cười lớn rồi nói, tôi đứng đây tại vì tôi muốn đứng đây. Không có lý do gì. Tôi không có mục đích gì. Có liên hệ gì đến các anh mà các anh hỏi nhiều vậy? Đây là tiêu biểu của đầu óc chúng ta. Việc gì chúng ta cũng muốn biết tại sao, cái gì, ở đâu, làm sao. Đôi khi không có lý do gì cả. Quý vị có xem cuốn phim Forrest Gump không? Anh chàng cứ chạy mãi, nhớ không? Rồi mọi người chạy theo anh ta. Các ký giả đài truyền hình cứ hỏi tại sao anh chạy? Tại sao không thể chạy chứ? Đôi khi người ta quá sức nhiều chuyện như ba người này. Quý vị cười, nhưng chúng ta là như vậy đó. Ý tôi là đa số chúng ta bận rộn vô lý. Đó là lý do người thế gian không có thời giờ để thiền. Họ bận rộn với mấy chuyện không liên quan gì với họ cả. Nếu chúng ta bận rộn với những chuyện quan trọng thì được. Nhưng họ không biết cái gì là ưu tiên. Chúng ta chỉ có 24 tiếng mỗi ngày. Chúng ta phải biết chuyện gì cần phải làm trước và rồi điều gì là quan trọng hay không quan trọng. Nếu không quan trọng thì thôi đi. Ngay cả câu hỏi không quan trọng, đừng hỏi. Công việc không quan trọng, đừng làm. Nơi chốn không quan trọng, đừng đi. Chuyện không quan trọng, đừng nói đến. Nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ có thời giờ. Không bao giờ có thời giờ. Giáo lý chọn lọc. Tu theo sư phụ quá dễ. Muốn giải thoát cũng rất dễ. Chỉ mỗi ngày tu pháp môn Quán Âm ít nhất 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Tin rằng sư phụ có công đức bất khả tư nghì. Tin rằng sư phụ là đẳng cấp cao nhất. Chỉ vậy thôi. Còn những điều khác thì khỏi lo tới. Bất luận quý vị đã từng làm gì đều có thể siêu vượt. Bất kể trong quá khứ nghiệp chướng của quý vị nặng bao nhiêu đều có thể rửa sạch.
Dù quý vị ở thế giới ta bà này, chỉ tu đến thế giới thứ hai, sư phụ cũng kéo quý vị lên cõi thứ năm. Khi quý vị lìa đời, sư phụ sẽ đến rước quý vị đi. Sư phụ đi đâu thì quý vị cũng đi đến đó. Cho nên phải biết rằng người nào tin sư phụ sẽ vĩnh viễn không bị luân hồi sinh tử. Phải hết sức tin tưởng là sư phụ có lực lượng bất khả tư nghị. Chỉ khi nào câu thông lại được với Thượng Đế thì chúng ta mới có thể trở thành trẻ thơ, hoàn toàn đơn thuần, hạnh phúc và vô tư. Chúng ta có thể quay trở lại con đường mình đã xuất phát. Chúng ta có thể đảo ngược lộ trình, rồi sau đó chúng ta có thể tìm thấy nguồn phúc lạc, tức là Thượng Đế. Nếu chúng ta từ nhà đến một nơi nào đó rồi quên đường về, thì cách duy nhất để trở về nhà là cố nhớ lại đường đi hay là hỏi thăm người nào đó biết đường về nhà chúng ta. Rồi sau đó chúng ta mới có thể trở lại con đường chúng ta đã xuất phát. Chỉ vì chúng ta đã quên đường về nhà, chứ không phải là con đường về nhà không tồn tại. Chỉ vì chúng ta đã quên Thượng Đế và ngôi nhà đích thực của mình, chứ không phải là Thượng Đế và ngôi nhà thật của chúng ta không tồn tại. Chúng ta đã được tạo ra từ Thượng Đế, được sinh ra bởi Thượng Đế, thì chúng ta sẽ trở về với Thượng Đế. Và đó là chân lý duy nhất trong vũ trụ này. Cho dù có bao nhiêu người nói là chúng ta xấu xa, tội lỗi hay không xứng đáng với tình thương của Thượng Đế, thì tất cả những điều này đều chỉ là sự dọa dẫm, những lời vô lý, không đúng sự thật chút nào. Nếu một vị hoàng tử tình cờ bị lạc khỏi hoàng cung, trong lúc đó phải làm đủ mọi việc vất vả để sinh tồn và quên mất đường về, thì đó không phải là lỗi của chàng. Cho dù chàng đã quên mất mình là một hoàng tử, nhưng chàng vẫn là một hoàng tử. Nếu như chàng muốn trở về hoàng cung, thì chàng vẫn sẽ là một vị hoàng tử chính thức. Lời pháp cam lồ. Có một thứ tự do, nếu chúng ta đạt được, không ai có thể quyến rũ lấy mất đi, cũng không ai có cách nào hủy hoại nó. Tinh thần tự do này, chỉ những người tu hành mới đạt được. Sau khi đạt được tinh thần tự do này, dù thân thể của chúng ta bị giam hãm hoặc chịu hình phạt gì, tinh thần của chúng ta cũng không bị ảnh hưởng. Khi chúng ta tu hành tinh tấn, nghiệp chướng sẽ được xóa đi và chúng ta sẽ hồi phục một cách tự nhiên từ bệnh tật. Đó là lực lượng thần thông trường cửu. Tôi cũng dạy quý vị về đạo đức, giới luật và ăn chay, và đó còn là lực lượng thần thông trường cửu hơn, tốt đẹp hơn, và mãi mãi bảo vệ thân và linh thể của chúng ta, để chúng ta không phải chịu nhiều bệnh tật. Vì vậy, tôi hy vọng quý vị sẽ tự xóa bỏ nghiệp chướng của chính mình bằng cách cố gắng tu hành, và rồi nhiều chướng ngại và bệnh tật của quý vị sẽ tự động tan biến. Sau khi tâm ấn, chúng ta vẫn phải luôn luôn tiếp nối sự câu thông với Thượng Đế. Nếu không, chúng ta sẽ đau khổ do ảo tưởng cho rằng mình thấp hơn địa vị con cái của Thượng Đế. Do đó, mỗi ngày chúng ta phải được nhắc nhở lại. Bởi vì mỗi ngày chúng ta bỏ ra 18 đến 20 tiếng ngoài đời, nơi mà tất cả mọi người khác trong xã hội, ngay cả thân bằng quyến thuộc, cứ nhắc rằng chúng ta là con người, chúng ta yếu đuối, chúng ta là nhục thể, chúng ta chẳng là ai cả. Vì vậy, chúng ta cần dành ra ít nhất là 2 tiếng rưỡi, 1 phần 10 thời giờ của mình để tự nhắn nhủ chính mình. Không, không, tôi là con Thượng Đế, tôi là một bản thể tâm linh, tôi rất vĩ đại. Đó là thời gian chúng ta dành ra để tự nhắc nhở chính mình, để hóa giải áp lực của thế giới, để không bị mọi người thuyết phục rằng chúng ta chỉ là những sinh vật yếu đuối. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tọa thiền mỗi ngày. Nếu không, một khi quý vị đã thọ tâm ấn là đủ rồi. Quý vị thành Phật, chấm hết, kết thúc. Tư tưởng và lời nói của chúng ta thật sự rất mãnh liệt. Vì thế chúng ta phải cẩn thận khi nói. Lời nói càng thận trọng càng tốt. Chúng ta thật sự phải để ý thân khẩu ý của mình. Giờ đây đã có chứng minh khoa học, chúng ta thấy càng dễ sợ. Trước kia quý vị chỉ nghe tôi nói về điều này, nhưng không hiểu là nghiêm trọng đến như vậy. Cho nên, nói ra điều gì không phải là kết thúc ở đó. Nó còn lưu lại trong vũ trụ và sẽ ảnh hưởng bầu không khí xung quanh mình.
tiến bộ hay không tiến bộ là ở chỗ cá tính của quý vị có sửa đổi không, tư tưởng của quý vị có cởi mở không, lòng độ lượng của quý vị có mở rộng không. Đó mới đúng là sự tiến bộ thực sự, cảnh giới thực sự. Tâm bình đẳng là điều gì tốt nhất thì nói là tốt, điều gì xấu thì nói là xấu. Những gì xấu lại biện luận cho là tốt hay cưỡng bách thay đổi mọi sự việc thành một giá trị tương đương đều là tâm phân biệt. Mọi người đều là Phật Bồ Tát. Rất có thể họ chưa hiểu rõ họ là Phật Bồ Tát, nhưng chúng ta vẫn phải tôn trọng họ, đối xử với họ như đối với chính mình, nghiêm khắc nhưng bao dung, thương yêu nhưng không thể ràng buộc. Thư thả là vì để tu hành được tiến bộ, tự nhiên là được. Đừng kỳ vọng mọi việc đều hoàn mỹ như ý muốn của mình, nhưng không phải là giải đãi. Kiêu ngạo là nghiệp chướng phiền não nhất, là chướng ngại lớn nhất của chúng ta. Tại sao thế giới chúng ta có nhiều đau khổ? Là vì khi chúng ta hiểu được nỗi đau khổ của người khác, tâm chúng ta mới mở rộng. Tâm càng mở rộng, chúng ta càng vĩ đại, càng cùng với vạn vật đồng nhất thể. Nếu chúng ta vẫn còn cảm giác xa cách, vẫn chỉ nghĩ đến riêng mình, chúng ta không cách nào tiến gần đến vạn vật đồng nhất thể. Sự tranh đua của thế giới này khiến chúng ta luôn luôn phải giữ thiên đạo, luôn duy trì các điều răn. Đó là cách có thể vượt qua được mọi sự khác biệt và mọi điều khen chê để trở thành con người cao quý. Khi chúng ta say sưa trong tình thương, chúng ta trở thành như một nhà thơ, như một nhạc sĩ, như một vị thần tiên, như một chúng sinh thiên đàng rất cao thượng và thánh thiện. Chúng ta bay trong không gian chứ không còn bước đi nữa. Chúng ta thở bằng linh hồn chứ không bằng trí óc nữa. Chúng ta suy nghĩ bằng trái tim chứ không bằng não bộ nữa. Và chúng ta nói chuyện bằng ngôn ngữ của tình thương mà không cần nói nên lời. Con người có thể hoàn mỹ, nhưng nhận định của chúng ta nên luôn luôn hoàn hảo. Trích lời của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi thuyết pháp vòng quanh châu Âu.